điều đoàn bay 919 tổng có ngành hàng không Việt Nam do Lưu Hoàng Minh, ủy viên thường vụ Đảng ủy, phó trưởng đoàn, làm trưởng đoàn đến viếng và chia buồn cùng tang quyến chúng con. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị đoàn đại biểu tiến vào trong linh cầu để chuẩn bị làm lễ dâng hương. Đã về đây chia buồn phụng biểu, hôm nay tang quyến chúng con được có những sự may mắn được đón tiếp đoàn đại biểu đoàn bay 919 tổng công ty hàng không Việt Nam đại diện những điều ấy cho tang quyến chúng con. Được mất thay mặt cho tang quyến chúng con xin cầu nguyện cho đoàn đại biểu thân tâm thường an lạc, sức khỏe dồi dào, trong lúc tổ chức cũng không tránh khỏi được phần sơ xuất. Chúng con xin quý vị niềm tin và hoan hỷ cho tang quyến chúng con, xin trân trọng cảm ơn.